Quý vị và các bạn thân mến, bánh chưng là món bánh truyền thống của người Việt và mọi người thường biết đến, đó là những chiếc bánh chưng vuông. Tuy nhiên thì người dân Tây Bắc lại thường làm bánh chưng gù và chúng chỉ khác nhau về hình dáng thôi, còn các cái phần thành phần hoặc là nguyên vật liệu để chế biến ra những chiếc bánh và nhất là màu xanh của bánh thì là giống nhau. Tuy nhiên trong chuyên mục hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại bánh chưng mà lại không hề có màu xanh mà lại là màu đen. Vậy thì đó là loại bánh chưng nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm món bánh chưng của ngày hôm nay. Sau khi nghỉ hưu và rời xa bục giảng, tình yêu ẩm thực kết hợp với tài nấu nướng khéo léo tài tình cùng niềm đam mê chế biến những món ăn truyền thống của vùng đất Điện Biên chính là những yếu tố để bà Hoàng Thị Minh Tính ở tổ 2, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ lựa chọn cho mình một công việc mới mẻ, đó là chế biến và kinh doanh các món ăn dân tộc. Bà Tính chia sẻ, công việc này không chỉ mang lại niềm vui, sự khuây khỏa cho bản thân mà còn giúp bà có thể chia sẻ các món ăn ngon cho mọi người, cũng như giữ gìn những nét truyền thống trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng. Trong đó, độc đáo, mới lạ và không kém phần thơm ngon hấp dẫn, đó là món bánh chưng núc nát hay còn gọi là bánh chưng đen. Bà Tính cho biết, hàng tháng vào ngày rằm hoặc mùng 1 âm lịch, gia đình bà thường làm từ 200 đến 300 chiếc bánh chưng núc nát. Ngoài thị trường Điện Biên thì còn có khách hàng ở các tỉnh khác như Hà Nội, Lai Châu đặt mua. Và chúng tôi đã tham gia một buổi làm bánh với gia đình bà Tính để trải nghiệm và tìm hiểu về cách thức để làm ra những chiếc bánh chưng núc nát độc đáo này. Cô ơi, cô có thể giới thiệu về chiếc bánh chưng này trông nó khá đặc biệt. Ở những năm 2000 thì cô bắt đầu biết làm. Đấy, theo và cô làm ở lúc bấy giờ thì cô cũng mới chỉ có còn đang bận đi làm cho nên là cô cũng chủ yếu là làm cho gia đình thưởng thức thôi. Vâng. Thế từ sau khi mà cô đi về nghỉ hưu thì công việc nó cũng nhàn rỗi hơn một tí thì cô cũng nghĩ là đây cũng là một cái đặc sản mà cũng nên giữ gìn cái nét văn hóa của dân tộc đấy. Vâng. Thế cho nên cô cũng nghĩ chuyện là thôi, mình có thể gói và đưa ra thị trường để cho nhiều người được thưởng thức cái món ăn nó rất là độc đáo này. Vâng. Nó cũng là một trong những món mà truyền thống dân tộc mà. Vâng ạ. Đấy, và nó cũng có nhiều cái tác dụng. Vâng. Đấy. Như thế là đã được một chiếc bánh rồi ạ. Thế là ăn xong một chiếc bánh đấy. À vâng. Đấy. Thế là nó cũng, nếu mà về cách gói thì có thể là tương đối là đơn giản. Gói nó đơn giản thế nhưng mà không phải ai cũng gói được. À, mình không vặn được. À, khó vặn. Vâng. Đấy, rồi bánh có thể là nó gói nó không chặt đây. Cái bánh nó chặt thế này luộc lên thì nó sẽ đấy. Đấy. À, vâng. Đấy. Quan trọng là cái lúc vặn đấy thì. Vặn đấy, vâng. Mình cho gạo vào mà mình biết cách thì đấy. Vâng. Đấy, nó cũng thế. Vâng. Nó cũng như bánh chưng gù của người Thái bình thường thôi nhưng mà nó thế. Vâng. Nó như vậy. Đấy. Để làm chiếc bánh chưng đen này thì mình sẽ cần phải có nguyên liệu nào? Để làm được chiếc bánh chưng đen thì cái nguyên liệu của nó thì nó khác với lại các loại bánh khác ở chỗ là cái nguyên liệu cơ bản nhất là mình phải có cái cây mà người Thái gọi là cây người Kinh mình gọi là cây núc nát, còn người Thái gọi là co ứng ca. Cái cây này thì mình phải lấy được cái thân gỗ, bỏ bóc cái vỏ ra, còn lấy thân gỗ, cái thân gỗ mình phơi khô, đi củi ấy, xong bắt đầu mình đốt cái cây này rồi mình lấy cái than đốt phải cháy hết toàn bộ nhé, không để được có cái lõi trong. Mình chọn những cục than đẹp, than to, than đẹp, mình thả vào trong chậu nước, một chậu nước để mình dưới hình thức là mình rửa và cho nó hút hết cái khói độc ra ngoài. Rồi sau đó mình phơi sạch khô, mình đem mình giã, xay hoặc giã, nó dây như dây bột trẻ em ấy, nó mịn như thế. Thế là đấy, mình được đấy, được cái này. Chính là cái này đây. Vâng. Đấy, nó đen nó mịn. Đúng như rồi, này. Sờ rất là mịn đấy. Đấy, đấy. Vâng, nó cũng không có mùi gì cả đúng không cô? Không có mùi gì cả. Vâng. Và cái này nói chung là như các em cũng đã biết ấy, vâng, là cái cây lúc tác nó có nhiều cái tác dụng lắm. Vâng, đúng. Ừ, nó có nhiều cái tác dụng. Nó có nhiều cái, ví dụ cái bánh chưng lúc tác chẳng hạn của mình ấy. Vâng. Thì như em cũng biết rồi là ăn thường người ta nghĩ rằng là ăn đến bánh chưng là đồ nếp của nó nóng. Vâng, đúng rồi ạ, nóng bụng. Không, nhưng mà riêng ăn cái bánh chưng núc nát này, bánh chưng đen này nó không hề nóng bụng một tí nào, nó mát độc. Vâng. À, nó mát bát bụng này. Vâng. Giải độc này. Vâng. Lợi cho gan này. Vâng. Rồi
Chính vì có cái tác dụng đấy cho nên cây núc nát này nó còn có tác dụng rất lớn trong việc là tiêu độc rồi chữa mụn nhọt các thứ tất cả nhiều nhiều tác dụng lắm. À, ngoài ra thì mình còn có thịt đỗ như bánh chưng truyền thống của mình, thịt thì mình cũng chọn thịt ba chỉ thì nó vừa có nạc vừa có mỡ thì nó sẽ bùi. Khi vào kết hợp với lại cái đỗ này, chút mỡ này, rồi cái cho đen này này với gạo nếp của mình vào ăn nó ăn thường nó rất là bùi và nó có cái gì đó hơi sậm sật như là của cây cho đấy, thế nhưng mà nó không phải là sạm mà sậm sật như là hạt vừng đen mình cho vào ấy. À đấy. Vâng. Okay. Vâng. Nhưng mà cô em muốn hỏi là đây ạ, ví dụ như là cái gạo đen để mình làm thế nào ngấp? Cái thế này, cái gạo đen ấy thì mình muốn cho nó đen ấy là mình vo gạo thật sạch nhé. Vo gạo thật sạch. Sau đó mình để hơi ráo một chút nhưng vẫn còn nước. Sau đó là mình cho vào chậu mình sắc cái bột đen của mình lên, mình trộn thật đều cho một chút muối vào. Trộn thật đều để cho nó khô như thế này thì mình đến lúc mình gói thì tay nó cũng đen đấy, nhưng mà mình gói như này đến lúc vào với lại luộc ở trong nước thì nó sẽ luộc ở trong nước thì nói chung là nó sẽ nở quện vào nhau và nó sẽ rắn bánh hơn. À, đấy. Đấy. Thế thì cô có thể hướng dẫn em gói một chiếc bánh này không ạ? Đây, em phải lấy cái này thì em mới có thể gói được. Được rồi. Đây, em để cái này đây. Đấy, cái này, lá đây. Ví dụ mình chỉ không cần đeo vào được không? Cũng được. Được nhưng mà nó hơi thấp thì em gói nó hơi khó. À, ừ. Cô thì gói được nhưng em gói thì nó hơi khó. À. Đây, cô gấp cho em cái lá như thế này để em biết nhé. Đấy. Cái này đây là những người ấy. Đấy, thế em để thế này. Mình sẽ phải gấp làm đấy. Đấy, hai phần này đấy. Chắc là lúc nãy em nhìn thấy là cô uốn. Cái này là uốn theo cái nếp này đúng không cô? Ừ. Đấy, bây giờ em xúc gạo vào. Không ra đến một muôi như thế thì bởi vì em mới gói nó nhỏ nhỏ, em cứ đổ xuống thế này đấy, em dàn nó ra một tí. Đây em xúc đỗ nữa không đỗ nữa thế mọi người thích ăn nhiều đỗ thì cho nhiều, thích ăn ít thì mình cho ít. Em vuông cái đỗ bên kia lên thế, em gắp lấy một miếng xuống thế này, bạn xuống thế, em đè chặt nó xuống, em bây giờ mới đây, hai tay, đấy thế, hai tay, đây cầm xong em ấn nó vào trong, ấn cái mép vào trong thế, đấy, thế được rồi, không bên kia không ấy, một bên thôi, xong em cầm cái này, cầm tóc vào xong em cầm lên, rồi em vặn cái này ngược xuống dưới trước. Tay bên trái và dựng cho hơn trước cho nó chặt thế, xong em dựng nó lên thế này, cầm chặt vào, bắt đầu em cầm chặt vào chỗ này đấy, em... đấy cũng đã thành hình cái bánh hơi đẹp rồi đấy. Đây cái lạt này, cô lấy cho em cái lạt dài quấn như thế, quan trọng nhất là cái eo gối đây. Đấy, em cầm thế, là em cầm đây siết chặt. Đấy không, em cầm một thế thôi, em cầm tay em xuống. Tay em xuống thế, xuống thế này. Em kéo ở bên đây. Em lên đây, đặt xuống. Đặt xuống, xong em đây, em kéo cái dây này xa bên này.
em kéo thật chắc vào. Em kéo thật chắc vào, sau em vặn bình thường nhưng mình vẫn bó củi. Ngày xưa chắc cũng biết đi lấy củi mà. Đấy, thế xong em cho cái này nó xuống dưới. Cho cái này xuống dưới, em dắt nó vào đây này. Có cái kéo ở đấy, không xin mà thế em kéo đấy. Ôi rồi khéo tay quá, vừa mới gói mà gói được thế này là đẹp rồi, khéo quá. Không, thế này là khéo rồi, gói một cái nữa. Giải đỗ lên thật sự nó rơi thì em kéo như thế này đấy, khi gói xong đối với bánh trưng rùi thì mình chỉ luộc từ 4 đến 5 tiếng, 5 đến 6 tiếng. Thế mình phải khi xếp bánh vào nồi mình phải rắc một ít kia cuống lá này xuống dưới này. Nó có cái tác dụng thứ nhất là chống cháy bánh. Đấy, ví dụ như là ngủ quên chẳng hạn là nó không cháy đến bánh của mình, nó cháy cái lá là mình biết rồi. Đấy, thứ hai nữa là cái lá này nó cũng có tác dụng là làm xanh bánh. Giờ mình xếp bánh. Cô gói như mỗi lần cô gói thì khoảng tầm 70-100 cái. Tùy theo là 70-100 cái tùy thế nào. Phải nấu một nồi to và một nồi con. Này, một nồi to và một nồi con. Mà khi mà mình gói thì nó khá là đơn giản đúng không cô? Nhưng mà chắc là khó khăn nhất đấy là trong việc tạo những cái chiếc gù cho bánh ạ. Đối với chiếc bánh gù thì hai cái tạo thành cái lưng gù này nó có ý nghĩa rất lớn. Đây nó tượng trưng cho trời, cho cha, cho mẹ là hai đỉnh cao này. Thế còn dưới này nó bằng là đất. Đấy, theo quan niệm của người dân tộc là như vậy. Và để tạo được cái gù này không phải dễ. Hôm qua Quỳnh cũng đã biết rồi đấy. Mà tạo được chiếc gù này là mình sau khi mà bóp toàn bộ những cái lá chặt và gạo như thế này thì ba ngón tay trên của mình và ngón tay cái phải kết hợp thật chặt chẽ. Ngón tay cái thì ẩn thẳng lên và ba ngón tay trỏ, ngón tay giữa và ngón tay đeo nhẫn thì phải ấn vào đúng cách. Ấn vào đúng cách như thế này, sau đó dùng ngón tay cái mình ấn ngược cái phần lá đằng sau lên, ấn chặt hai đầu xuống thì nó sẽ tạo. Khi đánh giá sản phẩm thành phẩm của mình nó ngon ấy, và thứ nhất là cái bánh xanh của mình nó phải có độ xanh, sau đó xen lẫn một chút những cái vàng của nhân phía bên ngoài. Tại vì cái này nó không giống như là cái bánh trưng của mình mà bao toàn bộ bên ngoài là xanh hay là đen, mà nó phải lẫn với một chút cái nhân đỗ nó xanh xanh vàng vàng hoa hoa một chút. Đấy, thứ hai là bánh của mình là nó mềm nhưng nó phải có độ kết. Vâng. Đấy, độ rắn. Thế còn đối với trứng lúc lắc sao ạ? Đối với trứng lúc lắc cũng giống như thế. Vâng. Không ấy tí nào cả. Có nó không có đỗ. Sai gì là đỗ, nó cũng phải có cái lấm tấm kiểu như hoa ấy. Vâng. Một chút thế. À, đấy là cái đặc trưng. Thân mến lúc đó thì không chỉ là
phẩm mà còn là thuốc quý. Nó có tính mát, giúp thanh nhiệt và giải độc. Chính vì vậy mà khi mà kết hợp cho lúc lắc và bánh chưng thì quý vị và các bạn ăn sẽ không lo bị nóng bụng. Chính vì vậy mà món bánh chưng này thích hợp ăn vào mọi thời điểm trong năm. Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn món bánh chưng này vào cái ngày nóng như thế này. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục ẩm thực.